X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Kính thưa quý thính giả, nếu lên tiếng khen Lưu Thiền một câu, chắc hẳn sẽ nhận không ít gạch đá của dư luận. Chúng ta thường nghe nhân gian phản hồi, Lưu Thiền là một kẻ bất tài, một vị vua vong quốc thì có gì đáng khen đâu. Nhưng khoan, quý thính giả hãy cùng X51 Story thong thả, lắng nghe luận bàn của một số nhà phê bình về một góc nhìn khác đối với Lưu Thiền, vị quân chủ của nước Thục. Lưu Thiền đích thực là một vị vua vong quốc, khi đầu hàng nhà Ngụy, còn nói một câu, vui quá nên không còn nhớ đến Thục. Khả năng của Lưu Thiền nếu so với người cha Lưu Bị thì quả thực thua xa. Nhưng bảo ông ta bất tài, không có chỗ đáng khen, đứng về mặt lịch sử thì không công bình. Khi Lưu Bị mất, Lưu Thiền lên kế vị mới 16 tuổi. Giang sơn của ông ta do kế thừa mà có, không như Tôn Sách, Tôn Quyền tự mình khai sáng nên. Anh em họ Tôn tuổi mới 16, 17 là đã xông pha trận mạc, còn Lưu Thiền thì không phải vậy. Ngay từ lúc nhỏ, Lưu Thiền được sống êm ấm, không gặp phong ba bão táp. Người xưa có câu, thực tiễn đẻ ra những tri thức xác thực, còn thời thế tạo anh hùng. Lưu Thiền chưa bao giờ ra tiền tuyến để tham gia chiến đấu, nên bất luận thế nào, nếu so với anh em họ Tôn thì lòng dũng cảm và tri thức cũng kém hơn. Phụ thân của Lưu Thiền là một vị anh hùng, còn tướng phụ Gia Cát Lượng cũng là một người hùng tài đại lược. Nếu đem so sánh Lưu Thiền với hai nhân vật trên, tất nhiên Lưu Thiền kém sút hơn họ quá nhiều. Sau khi Lưu bị mất, Gia Cát Lượng đối với mọi việc, bất kỳ việc lớn hay nhỏ, đều giải quyết tất cả, khiến Lưu Thiền không cần phải lo lắng đối với bất cứ chuyện gì. Điều đó khiến Lưu Thiền mất đi cơ hội để phát triển trong sự nghiệp. Đặc biệt trước khi mất, Lưu Bị đã gọi Gia Cát Lượng đến giường để gởi gắm con côi, bắt anh em Lưu Thiền quỳ xuống trước mặt Gia Cát Lượng dập đầu và căn dặn: "Ngươi làm việc với thừa tướng, phải coi như cha con." Đồng thời Lưu Bị cũng nói với Gia Cát Lượng: "Nếu đứa con kế nghiệp của trẫm phụ tá được thì xin phụ tá giúp cho, bằng trái lại, nếu nó bất tài, thì khanh có thể tự lên ngôi vua mà trị vì đất nước." Như vậy, thực chẳng khác nào Lưu Bị đã tròng vào đầu Lưu Thiền một cái vòng kim cô. Nếu không nghe lời tướng phụ thì đó là một việc không thể nào chấp nhận được. Lưu Bị cả một đời thông minh, sáng suốt, nhưng lại hồ đồ trong một chốc. Trước khi mất, ông đã lưu lại trong lòng con một bóng đen to lớn không làm sao xóa nhòa được. Lưu Thiền là một người thiếu những điều kiện tốt ngay từ thuở nhỏ, nay lại mang mặc cảm tự ti nặng nề để bước lên ngai vàng. Thêm vào đó, nhà vua trẻ này còn bị sự hạn chế của điều kiện khách quan chung quanh, nên bất cứ thế nào cũng không thể thi thố được. Nhưng việc phải lên ngôi hoàng đế là không thể khác được. Cho nên tất cả công việc chính hay phụ đều do thừa tướng lo hết, mà bản thân Lưu Thiền chỉ làm một số công việc nhỏ, vụn vặt. Dù vậy, Lưu Thiền cũng không phải là một anh chàng ngốc, một mặt nhà vua trẻ này đã phát huy đầy đủ tác dụng của vị thừa tướng, mặt khác cũng đưa ra những chủ trương quyết định trong giờ phút gay gâu. Ví như việc phê chuẩn cho Gia Cát Lượng xử trí Mã Tốc và tự giáng chức xuống ba cấp. Mã Tốc để mất Nhai Đình nên phải chịu trách nhiệm. Nhưng tội đó không hẳn là phải giết. Có nhiều người chủ trương nên xử phạt Mã Tốc với một mức độ nào đó, rồi để ông ta lập công chuộc tội. Nhưng Gia Cát Lượng lại kiên quyết xử tử, nếu Lưu Thiền đứng ra xin cho Mã Tốc, thì Mã Tốc không đến nỗi bị giết. Nhưng nếu làm vậy, thể diện của Gia Cát thừa tướng sẽ còn đâu? Nếu thừa tướng không làm được những chủ trương của mình, thì làm sao tránh khỏi bị rối loạn đối với những chuyện lớn? Cho nên bất luận người chung quanh có nói gì, Lưu Thiền vẫn không có thái độ, ông để cho Gia Cát Lượng được toàn quyền quyết định. Như vậy, trên thực tế Lưu Thiền đã ủng hộ Gia Cát Lượng làm việc, tạo uy tín cho Gia Cát Lượng. Nay Gia Cát Lượng muốn tự mình giáng xuống ba cấp, nếu không phê chuẩn, tất nhiên là ông ta không thể bị giáng chức đúng theo ý muốn. Nhưng làm vậy chẳng hóa, biến thừa tướng thành kẻ giả dối ư. Cho nên sau khi suy nghĩ, Lưu Thiền đã phê chuẩn lời thỉnh cầu của Gia Cát Lượng. Nhưng chỉ một thời gian sau, Lưu Thiền đã nhân dịp Gia Cát Lượng giành được thắng lợi bé nhỏ nào đó, vội vàng khôi phục lại nguyên chức cho Gia Cát Lượng. Cách tỏ thái độ của Lưu Thiền, cũng như sự phê chuẩn giáng chức và phục chức cho Gia Cát Lượng, là việc làm rất có nguyên tắc, có phân lượng, không thể không gọi là sáng suốt. Về sau khi Gia Cát Lượng mất, nước Thục suy yếu. Khi nước Ngụy đem quân chinh phạt sát tới thành đô nước Thục, việc Lưu Thiền chấp nhận ý kiến của Tiêu Châu, đưa hai tay đầu hàng, cũng có thể xem là Lưu Thiền biết dùng lời khuyên can của người khác. Lúc thừa tướng còn sống, nước Thục liên tiếp động binh, dẫn đến nguyên khí của quốc gia hao tổn. Sau khi thừa tướng mất, nước Thục xem như bị gãy cây trụ đỡ triều đình, nếu tiếp tục mưu đồ thống nhất thiên hạ, hóa ra là một sự không tưởng hay sao. Người trước trồng cây, người sau ngồi dưới bóng mát mà hóng gió, người trước để lại nợ, người sau phải nai lưng mà trả. Lưu Thiền không đủ sức trả nợ, Ngụy Quốc bèn thừa cơ tiến công. Khi quân binh đặng ngày áp sát thành trì, người nước Thục kinh hoàng thất sắc, bá tánh đua nhau chạy trốn vào rừng núi, không sao ngăn cản được. Nếu không đầu hàng,
mà rút về một nơi nào đó tiếp tục chống trả cũng chỉ duy trì được một thời gian ngắn. Nhưng nếu làm như vậy, binh sĩ của nước Ngụy sẽ thẳng tay chém giết, đốt phá, người nước Thục sẽ không tránh khỏi đại nạn, và không biết bao nhiêu sinh linh phải lầm than. Trước tình hình đó, Tiêu Châu tự xét đoán thời cuộc, đề xuất chủ trương đầu hàng. Lưu Thiện tiếp nhận chủ trương đó, và ngoan ngoãn xưng thần, khiến bá tánh tránh được tai họa chiến tranh. Thái độ chấp nhận lời khuyên đó có chỗ nào sai? Đối với việc Lưu Thiện đầu hàng, nếu đánh giá một cách công bằng với góc nhìn của các nhà sử học tiến bộ thì quyết định đó đã mang đến những điều hay, giúp cho bá tánh nhân dân được ổn định, cho dân tộc được thống nhất. Lưu Thiện đã thấu hiểu rõ khí số của nhà Hán đã tận, nên ông thuận theo ý trời, hy sinh quyền lực của bản thân để tạo phúc cho bá tánh. Nên việc phê phán ông, mạt sát ông là đã không công bằng cho ông. X51 Story luận bàn. Bản thân Lưu Thiện không có khả năng, nhưng có thể dùng một vị thừa tướng có năng lực. Bản thân Lưu Thiện không đủ mưu trí, nhưng có thể dùng những kiến thức sáng suốt của bộ hạ. Hai việc này có thể thấy Lưu Thiện không ngu ngốc, nhu nhược hèn kém như người ta thường nhắc đến. Có chăng ông là một hoàng đế trẻ tội nghiệp khi cái bóng của Lưu Bị và Gia Cát Lượng quá lớn đã làm hại sự nghiệp của ông? Lưu Thiện ở ngôi được 40 năm, chúng ta cần phân rõ hai giai đoạn Gia Cát Lượng còn sống và giai đoạn Gia Cát Lượng mất. Việc Lưu Thiện trở nên u mê, hư hỏng là có một quá trình. Tam Quốc Chí có nhận xét về Lưu Thiện. Hậu chủ Lưu Thiện dùng bậc hiền tướng, đó là hợp với lý lẽ của một vị minh quân, nhưng việc mê hoặc bởi những tên hoạn quan tồi là việc u mê sau này. Đây có thể là lời bình luận khá rõ ràng và công bình với thuộc chủ Lưu Thiện. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.